Xin kính chào chị em. Đây là chiếc đồng hồ Cartier Paris. Mặt số trắng vàng, tức là trắng hơn ngả vàng. Ba kim cộng vạch chỉ giờ cộng các họa tiết trên mặt số đều được mạ vàng 18 carat. Vỏ cũng vậy, bezel khá dày, dây cũng thế, mặt trước của dây cũng thế. Đây là mặt sau của dây, mặt sau của đồng hồ. Đây là chiếc Cartier được sản xuất với cái model là 4N01022A. Chiếc này được sản xuất tại Nhật Bản những năm 1990. Tổng quan thì cái viền bezel của đồng hồ rất đẹp, nhưng mà do đã sử dụng nên là cái vết sử dụng dấu, những cái vết sức nhẹ khá là nhiều. Nó không phải sức rõ nhưng nó cứ kiểu gọi là vết sử dụng dần ấy, đào dần đấy. Mặc dù là cái lớp mạ vàng rất đẹp. Tổng quan thì mình đánh giá chiếc đồng hồ là dây còn tuyệt, thân thì chỉ mới khoảng 85% thôi. Mình xem nào, khi lên tay nào, lên tay đây, ở hiện nay thì dây vừa với cổ tay khoảng 16,5 cm chu vi. Sờ vào cái dây rất chưa là thích, thích lắm, mềm mà cảm giác ôm tay. Hàng tốt thì sờ nó khác thật. Chiếc này do mới chỉ 85% nên mình sẽ bán với giá nó rẻ thôi, để cho chị em chơi đồng hồ. Cứ như hơi cong lồi nhé chị em nhé.